rồi đấy, thắng rồi, ăn nữa đâu để chị ấy. Không ăn quá cay đâu ạ. Em này, thử. Em dạ. Thử đi. Dạ em xin. Mày thắng không? Không, cả ăn sống. Ê, mày thắng không? Có mấy triệu bao nhiêu vậy? Đó là cười giáo ăn. Không phải nhá. Không được ạ. Đấy, em ăn lớt đi. Ăn đi. Không phải xấu hổ, không ngại đâu bọn chị ạ. À. Nếu mà ngại em đã không xin ăn ạ. Thế em vẫn phải sống. Đây em vừa đây ăn đi. Chua chua. Chua chua. Vâng. Cái vâng. Wow. Lạ. Thế em phải ăn thêm. Cảm ơn. Ăn miếng rồi, sốt ruột lắm. Chưa ạ, nhạt lắm. Trời ơi. Này, mía hôm nay em ăn là bao nhiêu nước ở đây mà ông lấy sạch xanh xanh thì thôi. Thật mà, ông ơi. Chị ở đây quả ốc chó đúng không ạ? Ốc chó đấy. Quả này thì ở đâu, mình lấy từ đâu ạ? Có loại Bắc Hà, có loại Trung Quốc. Thế nó có hai loại hay là vỏ loại nó? Loại đẹp, loại đẻ. Loại là 100, loại là 150. Nó khác gì nhau à? Ăn cái lép thì nó không có vị chát. Hôm nay vẫn được 6 cốc. Uống hết cái rau này. Rau ngồi nhờ. Ui ngô lại ngon lắm ạ. Ra thì bảo bà là ra. Nếu thấy hay thì like và subscribe nhé. Nope. Tiếc gì một like.